vấn đề hình ảnh là một vấn đề cực kỳ quan trọng nếu mà các bạn muốn kinh doanh tốt ở trên Shopee. Ở trong đây thì có ai chưa biết kỹ năng chụp ảnh không ạ? Có thể giơ tay lên ạ. Chưa biết kỹ năng chụp, làm thế nào để chụp một cái bức ảnh đẹp ạ? Có ai chưa biết làm thế nào để chỉnh ảnh không ạ? Chưa biết chỉnh ảnh đúng không ạ? Chỉnh ảnh sản phẩm. Thì rất là may ở trong lớp chúng ta thì có một một chị Hoa là chị chuyên gia chụp ảnh. Thì không biết là có thể chị Hoa có thể chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm cá nhân của mình về chụp ảnh cho mọi người biết không ạ? Tại vì chị Hoa thì bây giờ thử vào shop của chị Hoa nè. Shop chị Hoa tên là gì nhỉ? Tizu Official. Đây, shop của chị Hoa. Thì toàn bộ những cái hình ảnh này thì chị đều chụp bằng điện thoại ạ? Trong này thì có cả điện thoại, có cả ảnh. Thì ví dụ như hình ảnh nào chị chụp bằng điện thoại? Ok, ấn vào đấy xem nào. Các bạn thấy cái hình ảnh này thì các bạn nhìn thấy có giống là chụp bằng máy cơ không ạ? Nghĩ là máy cơ đấy. Đúng. Các bạn có muốn là chị chia sẻ một chút kinh nghiệm về cách làm thế nào để có một bức ảnh như này không ạ? Mọi người cho một tràng vỗ tay để chị chia sẻ. Nhưng mà cái này thì chị phải về, chị phải chỉnh lại hình ảnh vuông đúng không ạ? Bây giờ thì mời chị Hoa lên chia sẻ một chút về kinh nghiệm chụp ảnh. Chúng ta đến đây là một buổi học thực chiến. Thì mình rất là muốn là có những kinh nghiệm thực chiến đến từ những cái người thực chiến. Thì mời chị Hoa lên chia sẻ một chút cho lớp của chúng ta. Ok, chị Hoa là một giới thiệu đi để em không chị tự giới thiệu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Cường vì đã cho chị cái thời gian đứng ở trên bục giảng ngày hôm nay để chia sẻ với lớp mình một chút về cái kinh nghiệm của chụp và chỉnh sửa hình ảnh trong kinh doanh. Và hiện tại thì mình đang là chủ của thương hiệu thời trang Tizu Thiết Kế, và thương hiệu này đang bước sang năm thứ 10 rồi. Trong 10 năm đó thì mình cũng đã bắt đầu với kinh doanh Facebook từ 8-9 năm trước và có rất là nhiều kinh nghiệm trong thời gian qua. Thì rất hy vọng cái thời gian ít ở trên này mình có thể chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm của mình. Và tất cả những hình ảnh của Hoa trong khoảng 10 năm vừa qua kinh doanh, đa số là mình đều sử dụng bằng điện thoại di động của chính cá nhân mình để chụp quá trình này. Thì như là lúc nãy thì Cường có chia sẻ, trong cái quá trình mà kinh doanh, ngoài cái việc là chúng ta được học về những thứ đang là tối ưu trên Shopee như thế này, thì hình ảnh là một thứ vô cùng quan trọng để giúp chúng ta thu hút khách hàng đến với cả thương hiệu của mình. Và bên cạnh đó thì chi phí sản xuất hình ảnh đối với cả một thương hiệu, đối với một công ty nó cũng rất là vấn đề. Nếu mà tất cả các bạn ở đây chúng ta đã đang kinh doanh rồi thì mình sẽ hiểu là nếu mình không có kỹ năng về hình ảnh thì mình sẽ phải thuê đúng không ạ? Và trong một cái đội nhóm để có thể sản xuất ra chúng ta một bộ ảnh gồm có gì ạ? Gồm có stylist để định vị hình ảnh, phong cách cho một cái thương hiệu của mình này. Sau đó thì là phải thuê mẫu, phải book mẫu để cho phù hợp thương hiệu, và phải có một bạn photo nữa. Sau đó nếu mà khi có hình ảnh rồi, muốn sử dụng hình ảnh ấy được nhiều hơn cho các cái chương trình khuyến mãi khác nhau, thì mình lại phải có một bạn nữa để thiết kế hình ảnh đó của mình. Thế là sơ sơ đã có 4-5 người trong một team để có thể sản xuất hình ảnh được rồi. Và nếu mà mình không chủ động được ở trong cái phần này ấy, thì mình sẽ phải tốn rất là nhiều chi phí. Và như đa số mọi người có ở dưới có hỏi lúc nãy đấy là nếu mình lấy hình ảnh của các shop khác sử dụng thì có sao không? Chắc chắn câu trả lời là không sao cả. Nhưng vấn đề là cái hình ảnh của mình nếu mình sử dụng chung trong thị trường như vậy, nó không có sự cạnh tranh, nó không có sự đặc biệt, nó không có sự thu hút, thì các bạn lấy gì để cạnh tranh với các thương hiệu khác? Ví dụ như là hiện tại thì mình chỉ đang sử dụng cái điện thoại đấy là smartphone thôi. Và với cái sản phẩm cụ thể đây mọi người thấy là mình sẽ... Một là đây là mình đã thuê studio với cái chi phí là khoảng 150.000 một giờ. Còn ngoài ra thì hiện tại khi mà cái thương hiệu của mình ấy, mình phải chụp ảnh nhiều hơn, thì mình đổi một cái văn phòng chỉ sơn lại một cái nền tường trắng thôi. Khi mà có một cái nền tường trắng và đặc biệt là có ánh sáng tự nhiên thì chỉ cần với điện thoại là chụp được. Còn lúc nãy có một anh hỏi vui là không biết cái ảnh này có phải là kéo chân không, thì câu trả lời đây là cái quần hách dáng anh ạ. Nếu mà anh muốn chân của các bạn nữ hoặc là vợ mình dài này thì anh phải mua quần của em. Đó thì thêm nữa bên cạnh đấy, với một cái sản phẩm của chúng ta quan trọng nhất là gì ạ? Là góc. Trong cái phần để thể hiện trong 9 cái bức ảnh như thế này
để thể hiện một cái sản phẩm ra thì ngoài cái việc là nhìn tổng quát đúng không ạ, chúng ta cần có các góc. Như mọi người thấy ở dưới đây là mình có rất nhiều các bức ảnh được chụp ở những bối cảnh khác nhau. Ảnh đầu tiên thì có thể là nền trơn để khách hàng dễ nhìn và tập trung vào sản phẩm. Nhưng bên cạnh đó thì những ảnh sau mình có thể là ảnh street style này, ảnh đứng này, ảnh ngồi này, hay là ảnh cận vào cái dáng quần và cái chi tiết cái sản phẩm. Đây là với cả thời trang thì như vậy. Bên cạnh đó thì hôm nay học lớp của thầy Cường xong ấy thì mình cũng biết là chắc chắn là ảnh bìa mình phải để là ảnh vuông này. Và bên cạnh đó thì cần một cái nữa, đấy chính là ảnh chi tiết của chất vải. Ví dụ như là cái vải này mình mặc nó đang là chất gì này, nó có bị nhầu không, nó có mềm không, cái độ dày dặn vừa phải, thoáng mát, phù hợp với mùa hè hay phù hợp với mùa đông. Thế thì trước đây ý, hoa quay là gì? Là mình chỉ chụp cái sản phẩm đấy thôi. Nhưng bây giờ mình hiểu là nếu mà mình nói về chất vải ý, mình hoàn toàn có thể quay cái video cận về cái chất vải này, vừa quay vừa sờ để mình nói chi tiết vào cái chất vải đó. Thì những chị em mà mua hàng họ xem, họ sẽ có cái điều tin tưởng và hiểu về cái chất vải của sản phẩm mình hơn rất là nhiều. Còn bên cạnh nó, ngoài cái này nữa thì còn một phần nữa, đó chính là thông số. Tức là mình sẽ tận dụng các cái 9 cái ảnh ở trên này là mình để một cái ảnh có thông số và màu sắc vào để cho mọi người dễ có cái sự chọn lựa hơn. Ngoài cái này là mình đang làm là về ngành thời trang, nhưng ngoài cái này ra thì mọi người có làm là đồ chơi trẻ em này, rồi sách trẻ em, đồ cho bé hay là mỹ phẩm thì cũng như vậy. Ví dụ như là bây giờ với cả một cái hộp một cái thỏi son chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể chụp mà không cần thiết đến một cái bức tường hay là đi thuê studio như thế này. Đấy là mình chỉ cần một cái tờ giấy A0 thôi. Một tờ giấy A0 và để ánh sáng tốt nhất, kể cả là không phải mua hộp sản phẩm, đó chính là ánh sáng tự nhiên. Ví dụ như là mình có một tờ giấy A0 thì mình kẹp nó lên trên tường hoặc dán lên trên tường và để vuông góc xuống như thế này. Thế là mình đã có sẵn được một cái góc chụp rồi. Còn thay vì việc là chúng ta ở trong nhà cái ánh sáng không đủ như này ấy, mình chụp lên. Như lúc nãy có một anh hỏi là tại sao ảnh của mình nét rồi nhưng mình add logo và bị mờ ấy. Thì em nghĩ là một phần là do cái chất lượng sản phẩm ngay từ ảnh gốc của mình ấy, nó đã không tốt, nó đã không cao rồi. Ví dụ như cái phần ánh sáng là một điều rất quan trọng trong một bức ảnh. Nếu mà sản phẩm của chúng ta có ánh sáng gốc nó đủ thì chỉ cần chỉnh một chút xíu bằng một vài app ở trong điện thoại thôi, ánh sáng lên sẽ rất là tự nhiên. Bạn ơi, bạn có thể ao ra để vào một số sản phẩm khác cho mọi người xem thêm được không? Đây, ví dụ vào cái này đi. Đây, cái dây buộc tóc này. Đây, thì ví dụ cái này chính là cái mà mình chỉ chụp trên nền A0 thôi. Xong rồi một vài thao tác bằng điện thoại là có thể biến cái nền A0 ấy nó thành trắng tinh mà các bạn không cần phải mua hộp sản phẩm. Thì không biết là hôm nay ở lớp mình có thời gian để chị làm thử luôn cho mọi người xem được không? Ok, mọi người có đồng ý là cho thực hành luôn ạ? Nếu mà thế thì mình có giấy A0 nhỉ? Giấy A0 với ai có sản phẩm nào đó ấy, thì mình sẽ thử chụp luôn. Đối với cả một bức ảnh ý, thì cái quan trọng nhất đấy chính là ánh sáng. Ví dụ như là mình không phải là một photo chuyên nghiệp. Nếu mà mọi người đã từng đi vào trong studio thì sẽ thấy là các bạn photographer ấy set đèn là tứ tung các góc. Nếu mà mình không phải photo chuyên nghiệp, mình nhìn mình sẽ rất là rối. Và không biết là trời ơi, tôi phải mua về mấy cái đèn và phải set góc như nào bây giờ. Nếu mà không biết đánh đèn đúng cách ý, thì thứ nhất là nếu mà mình chụp sản phẩm thì nó lên nó không được rõ nét. Thứ hai, nếu mà chụp có người mẫu cùng với sản phẩm thì da sẽ bị bóng hoặc là nhìn bị đen. Thay vì đấy thì mình sẽ tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đây, ví dụ ở góc này nó đang có ánh sáng ở ngoài trời vào một chút đúng không? Và mình sẽ không bao giờ test ánh sáng bằng mắt thường mà chúng ta sẽ test bằng trong chính cái camera của mình luôn. Và mọi người nhớ là bao giờ mình chụp cũng sẽ chụp bằng camera thường. Ví dụ như với nhiều chị em mà bán về beauty hoặc chăm sóc sức khỏe, tức là làm đẹp này rồi là thời trang ấy, chúng ta sẽ hay bị quen là chụp bằng app. Nhưng mà thực ra là khi chụp bằng app thì cái chất lượng của hình ảnh lên ấy, nó sẽ không được chất lượng cao, không được rõ nét. Và mình sẽ không thể chỉnh sửa cũng như là up lên thì rất là dễ làm cho bức ảnh ấy bị vỡ. Vì vậy thì chúng ta sẽ chụp bằng cam thường. Và khi chụp bằng cam thường rồi thì mình chỉnh vô cùng dễ. Đây, ví dụ như là mình lấy một cái góc ở đây nhá. Mọi người thấy là đằng sau ấy, đằng sau của cái sản phẩm này này, rõ ràng là nó vẫn đang rất là gãy khúc đúng không? Nhưng mà không quan trọng lắm, mình chỉ cần lấy một chỗ thôi. Lát nữa mình sẽ vào trong Snapseed làm một app này. Mọi người download cái app này về nhá. Đây, nó có cái app Snapseed hình cái lá cây đây này. Đây là bốn cái app mà Hoa hay dùng nhất. Nếu mà mọi người cũng muốn chúng ta chụp ảnh bằng điện thoại của mình thì mọi người có thể download về nhá. Mọi người đã ghi xong tên các app chưa? Rồi, ok, bây giờ nhá, mình sẽ vào trong cam thường này. Đây, ví dụ như là khi mình nhìn ở phía đằng sau này nhá.
khi chúng ta nhìn ở phía đằng sau này, mình sẽ thấy là ở đây nó hơi bị gãy nét hai bên này, mình sẽ đẩy lùi cái sản phẩm xuống. Và ấy, trong cái sản phẩm như Hoa vừa chia sẻ là gì, mình sẽ có hai phần, một là chụp, hai là chỉnh. Và ngoài ra thì còn một phần nữa, đấy chính là thiết kế. Tức là với những ảnh nào mà chúng ta muốn add flash sale này, hay là muốn cho những cái chương trình ưu đãi vào ấy, thì cái đấy là của phần thiết kế. Còn cái này của mình là mình chụp nhá. Ví dụ như cái nền trắng này mình chụp xong, mình sẽ có những cái sản phẩm trắng trơn luôn. Sau đó chỉ cần đưa cho bạn thiết kế là bạn ấy có thể add được vào bất cứ một cái phông màu hay là một cái hình nền nào đó nhá. Ví dụ như bây giờ cùng một cái hình ảnh mình chụp trắng như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể dùng để up lên Shopee để bán, mà cũng có thể dùng để add vào những cái cover để trên fanpage hay là trên cái nền tảng khác. Đây ví dụ như là mình căn, đây ví dụ như là mình căn sản phẩm nhá, thì bao giờ cũng để cho cái thương hiệu đưa ra ngoài đúng không? Ví dụ như là nếu mà các bạn muốn bán theo combo thì mình sẽ xếp như thế này. Đó. Và bây giờ là chụp Shopee là chụp bằng ảnh vuông nên là mình sẽ quay trở lại với khung vuông này. Đấy mình căn nhá. Mọi người thấy không? Ở trên cái camera nó đang có hình khung lưới như thế này. Thì để có cái lưới để dễ căn ý, thì mọi người vào trong phần cài đặt, kéo xuống camera nó sẽ có chữ lưới. Mình bật lưới lên là nó sẽ hiện ra một cái khung có 9 ô như thế này. Thì với chụp người nhá, với chụp người ví dụ này, đây cứ coi là cái chai ở giữa này là người nhá, thì mình sẽ chụp người là ở hai ổ giữa và bên dưới như thế này. Đây chính là cái tỷ lệ tốt nhất này. Và bao giờ ấy, cái chân của chủ thể trong bức ảnh cũng sẽ ở sát phía bên dưới. Thì chụp lên ấy, nhìn cái con người ở trong bức ảnh ấy trông nó sẽ cao hơn rất là nhiều, mà mình không cần phải kéo chân. Đó, còn với sản phẩm thì mình sẽ căn là ở hai ổ giữa như thế này nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cả khung vuông. Đây, ví dụ như này, bây giờ chúng ta xếp ngay ngắn lại này, căn chỉnh lại, làm sao cho sản phẩm của mình lên đẹp nhất có thể. Ví dụ như là ở trong nhà này chúng ta chụp ấy là vẫn hơi thiếu ánh sáng, nhưng nếu hôm nào các bạn chụp ấy mà chụp dưới nắng hoặc là ở ánh sáng hơi mạnh một chút ấy, thì sẽ có cái hướng của ánh sáng ấy làm cho cái sản phẩm của mình nổi hơn và đôi khi nhìn như là 3D nhá. Đây ví dụ mình chụp thử cho các bạn xem một cái này. Đây mình cứ chụp lại như thế này thôi nha. Ngoài chụp như thế này ra, mình có thể bật flash này, mình sẽ thử chụp flash một cái để so sánh nhá. Khi chụp ý, chúng ta chỉ cần làm một việc là giữ vững tay để máy chụp nét thôi. Đó, sau khi chụp xong mở lên nhá, mình sẽ thấy này. Mọi người thấy không? Khi mà chụp bằng flash thì mình cảm giác như mình đang đánh đèn vào ấy. Đang đánh đèn vào chụp này. Đây, còn đây là cái mà chụp bằng cam thường. Thì mình sẽ chỉnh thử bằng cái ảnh đã được chụp bằng flash này nha mọi người. Để chỉnh bức ảnh này ý, thì chúng ta sẽ vào... Để chỉnh bức ảnh này thì chúng ta sẽ vào trong app Snapseed nhá. Là áp hình chiếc lá lúc ấy Hoa vừa bảo mọi người đau đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy bức ảnh vào này. Mở phần công cụ ra nhá, mình sẽ có phần phối cảnh. Phối cảnh ấy chúng ta có thể hiểu đơn giản nó là góc chụp. Khi mà mình chụp bằng mắt thường ấy thì mình bao giờ cũng cố gắng căn để cho nó phù hợp với cái khung lưới nhất, nó vuông góc nhất. Nhưng mà bao giờ nó cũng sẽ hơi lệch thì vào đây mình xem là sản phẩm đã thẳng chưa đây à? Các bạn vào đây mình có thấy có lưới không ạ? Thì mình sẽ chỉnh nhá, vào cái phần xoay mình chỉnh này cho nó thẳng. Nó thẳng hết đúng không? Sau đó lưu lại này. Tiếp tục là vào phần cắt. Để chúng ta cắt cho cái khung này nó gọn hơn một chút. Đây, cắt gọn hơn một chút này. Bây giờ mình cũng có thể vào đấy mình chỉnh chu hơn. Rồi, tiếp theo nha. Chúng ta vào ánh sáng. Ánh sáng ở đây đã tương đối ok rồi nha. Nó rõ hết tất cả những cái chi tiết đây. Chúng ta chụp bằng cam thường đúng không? Nhưng mà rõ hết tất cả cái phần chữ thông tin sản phẩm này. Đó, thì đây là một bức ảnh nét rồi. Mình chỉnh cho sáng lên một chút. Một bức ảnh sáng vừa phải là không bị tối quá, làm cho nó không rõ chi tiết như thế này. Hoặc là không bị cháy sáng. Cháy sáng là gì? Cháy sáng tức là cái phần ánh sáng trong bức ảnh nó lóe lên, nó làm mất chi tiết. Đây, ví dụ cái nắp đúng không? Mình đã nhìn thấy rất là rõ chi tiết nhưng khi kéo sáng lên này, mất luôn. Thì như thế này gọi là cháy sáng. Thế nên chúng ta chỉ cần để ý ánh sáng vừa phải là nó đủ sáng nhưng mà chưa đến cái mức độ bị mất đi nét như thế này. Đấy, phần sáng này là ok. Lưu lại. Và cuối cùng đấy là mình vào phần chọn lọc này. Cái chọn lọc này là cái hay nhất trong app Snapseed nhá. Ví dụ bây mình bấm một nút ở trên màn hình. Chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta di chuyển trên màn hình nhá. Để chọn một phần này, đẩy sáng hết cỡ lên này. Đẩy sáng hết cỡ lên này. Sau đó xuống vào phần cấu trúc. Mình đẩy lùi hết cấu trúc lại. Sang bão hòa, đẩy lùi hết bão hòa lại. Và chúng ta làm như thế với những phần còn lại nhá.
Bình thường ấy thì ở trên máy tính mình sẽ có cái phần tách phông nền sẽ phải cắt. Còn đây là mình sẽ chọn lọc những cái phần trắng ở xung quanh. Ví dụ như đây là chúng ta đang chụp trong nhà, cái những cái phần nền ấy nó không được phẳng phiu đúng không nào, và ánh sáng ấy chưa đủ. Nên là mình sẽ phải chỉnh nhiều hơn một chút. Nhưng nếu mà bạn mà chụp ở trên một cái bàn phẳng này cũng như là ánh sáng tự nhiên được nhiều thì gần như là mình không phải chỉnh mấy đâu, chỉnh sẽ rất ít thôi. Đây là Hoa làm cho mọi người thấy là dù ở trong cái môi trường nào mình cũng có thể là mình chỉnh được cái bức ảnh đấy. Và lát nữa chỉnh xong mình vẫn sẽ phóng to cái bức ảnh lên để mình xem nhá. Cái chất lượng của bức ảnh nó vẫn giữ nguyên và gần như là mình không ảnh hưởng đến cái sản phẩm của mình. Đấy, ví dụ như thế này, sau đó chúng ta làm thêm một lượt nữa. Ví dụ như là khi mà cái công việc kinh doanh các bạn ban đầu tiên chúng ta xuất phát điểm ý, như mình là mình sẽ làm những việc này. Nhưng đến khi mà công việc nhiều hơn và chúng ta sẽ phải lo về phần sản phẩm điều hành cũng như dịch vụ ý, thì mình hoàn toàn có thể training cho một bạn ở trong team truyền thông của mình để các bạn ấy có thể làm công việc này mà mình là người có thể kiểm soát được. Tức là sau có thể có studio trong nội bộ ý, xong rồi mình vận hành mà không cần phải đi thuê team ở ngoài. Đây, bây giờ mình sẽ phóng to lên một chút nha để mình chỉnh vào những cái phần chi tiết này này. Sau đó mình sẽ vào trong phần chỉnh hình ảnh để mình kéo sáng thêm một chút này. Trên kia, ô sao lên trên màn hình kia nhìn thấy trắng ấy nhỉ? Trắng hơn ở trong điện thoại chứ. Cái màn hình máy chiếu này nó sẽ không thể đẹp được bằng là nhìn trực tiếp ở trên điện thoại. Tại vì là cái màn hình máy chiếu đó, cái độ phân giải nó không thể. Tí nữa mình có thể gửi lên trên nhóm này cho các bạn xem. Chúng ta tạo ra một cái nhóm. Mình gửi vào trong nhóm Zalo ấy, có lớp mà. Đây nhá, sau khi mà xong Snapseed thì mình sẽ vào trong phần Lightroom. Lightroom này thì nó sẽ có một phần đấy là chỉnh được cái màu sắc. Ví dụ nhá, mình vào phần màu sắc này, có phần trộn ấy, mọi người đang thấy có cái phần trộn này, mình vào nhá, nó sẽ có từng màu một như thế này. Ví dụ như là nếu mà chúng ta đang có ở trong cái bức ảnh của mình đang có màu xanh lá cây thì mình có thể vào màu xanh lá cây nhá, mọi người nhìn này. Đây, nó có thể làm cho cái màu đậm lên này, trầm xuống này, sáng lên hoặc là tối đi này. Thì ví dụ như cái sản phẩm của mình nó chưa được tươi lắm như là mong muốn của mình thì vào đây mình chỉnh một chút. Hoặc là mình chỉnh ở ngoài nó đang bị lệch ấy, thì mình vào đây mình chỉnh một chút. Đây, đây ví dụ như thế này. Đấy, tiếp theo là ở phần chi tiết hình tam giác nha. Mình kéo độ sắc nét lên một chút này. Để làm gì ạ? Để cho những cái phần chữ này nó luôn rõ nét, nhưng mình không kéo chữ quá nhiều, mình chỉ kéo vừa phải thôi. Nếu không khi up lên ý, nó sẽ bị vỡ nét. Tiếp theo có một phần rất là hay ở trong Lightroom, đấy chính là giảm hạt nhiễu ở phía dưới này, giảm nhiễu hạt này. Nên kéo mọi người xem này, kéo lên nó mịn từng cái bức ảnh luôn á. Nó mịn như là chúng ta chụp bằng máy ảnh. Đấy, nhưng mà mình cũng không kéo quá nhiều, nếu không nó sẽ bị ảo, nó không còn thật nữa. Nên mình cũng chỉ kéo một chút thôi. Và quay trở lại với phần ánh sáng ở đầu tiên nhá. Kéo xuống phần dưới cùng của thanh công cụ sẽ có phần màu đen. Bây giờ mình sẽ đẩy màu đen mọi người xem nhé. Đây này, mình nhìn vào cái sản phẩm mình sẽ thấy rất là rõ. Đấy, nó rõ, nó sáng cái phần màu đen. Dụ như cái chai này nhá, cái phần chai nước này này, nó đang tối này, mình đẩy lên là nó cũng rõ luôn, cái chai nhìn rõ được là cái chai trong suốt, giống như là ở bên ngoài hơn. Đấy, nên là vào đây mình sẽ điều chỉnh lại một chút. Tiếp theo là phần màu trắng này, cái màu trắng này nhá, mình sẽ đẩy lùi xuống một chút. Vùng tối, đây, vùng tối đây này. Đó, ánh sáng này, độ tương phản này. Đây, thì khi mà chỉnh từ Snapseed sang Lightroom nhá, mọi người thấy là ban đầu tiên ý, cái ánh sáng xung quanh gần như nó không thay đổi, chỉ có những cái phần chi tiết của sản phẩm này này. Đó là được nét hơn, được nét và rõ nét hơn. Thì như thế này là đã hoàn thiện. Mình sẽ lưu lại. Bây giờ nhá, ngoài việc là chúng ta chụp ngang sang, tức là khi chụp sản phẩm ý, mình sẽ có 3 góc nhá mọi người lưu ý. Một là mình chụp ngang sang như này thì Hoa hay gọi là góc 90 độ. Hai nữa là góc chụp thẳng từ trên xuống. Và ba là góc 45 độ chụp chéo. Thì bây giờ mình sẽ thử chụp một cái sản phẩm chụp thẳng từ trên xuống nhá. Ngoài cái sản phẩm chai lọ này ra mọi người còn sản phẩm gì nữa không? Ai có thời trang không?
Chắc không mang đâu, mọi người sẽ không mang đâu. Thế chị thử chỉnh một cái ảnh thời trang của bên chị em nào. Ảnh từ ảnh gốc. Ảnh thời trang nhưng mà không có nền trắng. Không cần nền trắng, nền ngoài tự nhiên được. Đây nha, ví dụ cho mọi người đây, mình đang có một cái bức ảnh mà cái ánh sáng gốc nhá. Cái ánh sáng gốc này mọi người thấy là chụp khá là tối. Và mình cũng chụp là từ phía bên trong nhìn ra ngoài này, nên là chủ thể bao giờ nó cũng sẽ tối, cộng với việc là vì muốn cho bức ảnh này dễ chỉnh nên là mình đã để là chụp bằng flash, nên là những cái make up của bạn mẫu ấy nó cũng rõ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là các chị em mà chúng ta muốn chụp thời trang thì mình hoàn toàn có thể tự chụp được. Sau khi chỉnh xong thì sẽ nét như thế này nhá. Anh ơi, cái ảnh này là nó có thay đổi duy nhất một thứ, đấy chính là ánh sáng. Ánh sáng là cái yếu tố quan trọng nhất trong một bức ảnh. Ví dụ như là vào thời tiết là trời nắng đẹp này thì mình chụp lên ý, cái bức ảnh gốc của chúng ta bao giờ ánh sáng lên cũng rất là đẹp rồi. Nhưng mà nếu với những cái ngày nào mà thời tiết không đẹp ý, thì mình cần phải lưu ý ánh sáng rất là nhiều. Và một cái điều rất là quan trọng nữa ở trong một bức ảnh ý, mà chúng ta cần phải lưu ý ngoài ánh sáng, đó chính là màu sắc. Ví dụ như lúc nãy mà thầy Cường vừa nói về việc là cái bức ảnh đấy làm sao để nói lên được những cái mà chúng ta muốn khách hàng được biết về thương hiệu của mình. Ví dụ như là nhìn vào là sản phẩm này chất lượng rất là tốt, hay là nhìn vào sản phẩm này... Đây mọi người chờ một chút.